Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn. Tập 4. Chương 31. Tuyết Thủy. Thần sắc Vương Lâm không thay đổi hỏi. Cần bao nhiêu? Vương Hạo hơi do dự một chút rồi nói. Ít nhất cũng cần 200 tấm. Sao nhiều vậy? Ngươi muốn dùng làm gì? Vương Lâm ngẩn ra. 200 tấm thật ra thì hắn cũng có thể lấy ra. Mấy tháng nay, hắn nhận hối lộ cũng gần 500 cái rồi. Vương Hạo thở dài, cười khổ, Thiết Trụ ca, còn có 2 tháng nữa là tới cuộc so tài của đệ tử môn nội cuối năm. Tuy nói ta có tư cách tham gia nhưng cũng không có khả năng đoạt được danh hạng gì. Chỉ là ta không cam lòng, cái tên Vương Trác kia đã luyện đến đỉnh phong ngưng khí kỳ. Hơn nữa ta còn nghe nói gần đây hắn còn chạm đến tầng thứ 2 rồi. Sao hắn có thể luyện nhanh như vậy? Vương Lâm nhìn Vương Trác một hồi lâu rồi mới có chút kinh ngạc thầm nghĩ, thiên tư quả nhiên quan trọng. Vương Hạo lộ vẻ tức giận nói, còn không phải do hắn có một sư phụ tốt sao? Sư phụ hắn không tiếc bỏ vốn lớn, xin chủ nhân chúng ta một lô tạo hóa đan. Cái thứ này ở trong môn phái cũng là dược vật cực kỳ trân quý. Hắn ăn được thứ đó thì tất nhiên là tốc độ tu luyện nhanh rồi. Vương Lâm gật đầu, nghi hoặc nói, cái này và chuyện ngươi mượn tiên phù thì có liên quan gì? Đương nhiên là có liên quan, ngươi không hay tiếp xúc bên ngoài nên không biết. Hàng năm, trước khi diễn ra cuộc so tài cuối năm của đệ tử môn nội thì đệ tử môn nội đều ngầm mở một giao dịch hội nhỏ. Đến lúc đó mọi người đều sẽ xuất bảo bối của mình ra, trao đổi lẫn nhau, chuẩn bị cho cuộc tỉ thí. Ta nghe lão nhân đã tham gia giao dịch hội mấy trước nói, trong giao dịch hội cái gì cũng có, phi kiếm, pháp bảo, đan dược, vân vân. Vương Hạo thấp giọng nói, nhưng hai mắt lại sáng lên. Vương Lâm nghe đến đó thì trong lòng chấn động dữ dội. Đối với phi kiếm, pháp bảo thì hắn chưa dám mơ tưởng, nhưng khẩu quyết ngưng khí thì hắn lại đang rất cần. Hắn trầm ngâm một chút rồi nói, đệ tử môn nội nhiều như vậy, làm sao có thể tin được người ta có thật lòng giao dịch hay không? Vương Hạo cười hi hi, nói, Thiết Trụ ca, ngươi hỏi đúng chỗ quan trọng rồi đấy. Chính vì thế mà giao dịch hội có một quy định, nói trắng ra thì cũng chính là tư cách tham gia giao dịch hội. Muốn được tham gia thì phải có một khảo hóa hình hóa thanh đan. Mà sau khi ăn đan dược này vào, trừ khi là người đạt tới trúc cơ kỳ, nếu không thì không thể nhìn ra cái gì. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên tinh quang, nói vậy ngươi mượn tiên phù là vì viên đan dược đó. Vương Hạo ngẩn ra, gật đầu nói, Thiết Trụ ca đúng là thông minh. Quả thật là như vậy, đan dược này là do chủ nhân nhà ta khống chế. Hàng năm hắn đều lén bán ra ngoài, giá là 200 tấm tiên phù một viên. Vương Lâm trầm ngâm một lúc rồi cười nói, giao dịch hội này xem ra cũng thú vị đây. Ta cũng muốn đi xem. Vương Hạo vội vàng nói, được ngay, chỉ cần có đan dược là tham gia được. Ta cũng vì nghe nói lần này có đệ tử môn nội bán ra tạo hóa đan nên muốn kiến một khỏa. Tay phải Vương Lâm vừa lật, trên lòng bàn tay đã xuất hiện ra 400 tấm tiên phù. Toàn bộ số phù này được hắn gộp chung lại, cứ 100 cái lại phân thành một phần. Hai mắt Vương Hạo sáng lên, nhận lấy tiên phù cất vào trong túi chữ vật rồi hưng phấn nói, Thiết Trụ ca, khoảng nửa tháng nữa ta tới tìm ngươi, chúng ta cùng đi. Vương Lâm gật đầu, nói chuyện với hắn thêm một lúc. Sau đó Vương Hạo đứng dậy cáo từ ra về. Đối phương đi rồi, Vương Lâm trầm tư một lát. Hắn rất coi trọng lần giao dịch hội này. Nếu ở đó thật sự có khẩu quyết phía sau ngưng khí thì hắn nhất định phải đoạt được. Nhưng mà bây giờ trên người hắn lại chẳng có gì đáng giá. Toàn bộ tiên phù cũng dùng để mua đan dược rồi. Suy nghĩ một lúc, hắn quyết định lấy ra một ít linh khí tuyền thủy, thứ này chắc chắn sẽ cực kỳ hấp dẫn người ta. Dù sao có đan dược trợ giúp nên không sợ người ta nhìn ta thân phân mình. Hạ quyết tâm, Vương Lâm không tiếp tục nghĩ việc này nữa. Lúc này vẫn chưa thể tiến vào mộng cảnh, Vương Lâm xử lý qua mấy việc lặt vặt rồi bắt đầu luyện tập dẫn lực thuật với tảng đá. Dẫn lực thuật này, ở trong mộng cảnh mấy ngày, hắn đã luyện không dưới vạn lần. Độ thuần thục càng lúc càng cao, nếu là khống chế hồ lô thì 10 lần thành công cả 10. Trong sinh hoạt thường ngày, hắn chỉ cần giơ tay là có thể cách không chộp một số vật nhỏ rồi.
Nhưng mà nếu thể tích quá lớn thì xác suất thành công cũng giảm xuống. Nhưng cùng với sự tăng trưởng của linh lực trong cơ thể hắn, nhất là khi hắn tiến vào ngưng khí kỳ tầng 2, uy lực của dẫn lực thuật bắt đầu hiển lộ. Luyện tập với tảng đá mấy canh giờ, sắc trời bên ngoài đã tối đen, tuyết vẫn rơi mù trời như trước. Vương Lâm không lập tức tiến vào không gian mộng cảnh mà đứng ở cửa, ngắm tuyết rơi và suy nghĩ. Một tháng trước, khi tu luyện tầng thứ 2, Vương Lâm phát hiện ra một vấn đề. Hiệu quả linh khí tuyền thủy bắt đầu giảm sút. Tuy giảm sút không lớn, có thể dùng số lượng để bổ sung nhưng lại khiến hắn bắt đầu lo lắng. Hắn lo lắng tu vi hắn luôn không ngừng tăng cao, chắc chắn sẽ có một ngày linh khí tuyền thủy mất đi hiệu quả. Chất lỏng để ngâm với hạt châu thần bí đó thì lộ thủy là tốt nhất, tuyền thủy là thứ hai. Bất quá lộ thủy lại thu thập được quá ít, không đủ sử dụng. Mà mua đông lại càng không có, chỉ có tuyền thủy mới là nhanh chóng nhất, lại không sợ cạn kiệt. Nếu có một ngày tuyền thủy thực sự mất đi hiệu lực thì mình nhất định phải chuẩn bị thứ thay thế. Vương Lâm thì thào nói, nhìn tuyết rơi đầy mặt đất, hai tay hắn khẽ giơ lên, dùng dẫn lực thuật. Chỉ thấy một khối tuyết lớn trên mặt đất bay lên, như một con tuyết long bay vào trong cái vạc lớn. Chỉ một lúc sau, tuyết đã lấp đầy nửa non vạc. Vương Lâm thu hồi dẫn lực thuật. Sau đó hắn đi tới bên cạnh cái vạc, một tay kết ấn, sau khi thử hơn 10 lần rốt cuộc cũng biến ra một hỏa cầu lớn bằng nắm tay trẻ con. Hỏa cầu tản ra hơi nóng kinh khủng khiến tuyết thủy nhanh chóng bị tan ra. Sau khi làm tan toàn bộ băng tuyết, hắn lau mồ hôi trán. Liên tục dùng hai loại pháp thuật đối với hắn mà nói thì hơi quá sức. Hiện tại hắn đã nghiên cứu gần như thấu triệt hạt châu thần bí này. Ví dụ như dùng tuyền thủy ngâm thì 10 phút là cực hạn. Hắn cũng từng thử ngâm lâu hơn một chút nhưng phát hiện ra, bất kể là ngâm thêm bao lâu thì hiệu quả vẫn như cũ. Dùng gáo múc ra một chút, hắn uống một ngụm. Mắt khép hờ, cẩn thận quan sát mức độ nồng đậm của linh khí trong cơ thể. Không lâu sau, hắn mở hai mắt lẩm bẩm, hiệu quả cao hơn nước suối rất nhiều nhưng vẫn thấp hơn lộ thủy. Nhưng mà cũng dùng được. Hắn nhanh chóng lấy một đống hồ lô trong túi trữ vật ra. Những cái hồ lô này đều là những hồ lô mà hắn đã thu thập cả nửa năm trên núi. Mất cả một đêm, toàn bộ băng tuyết trong viện đã biến mất sạch sẽ, lúc này mới có thể đổ đầy linh khí tuyết thủy vào một nửa số hồ lô. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 32, giao dịch. Mấy ngày tiếp theo Vương Lâm đều bận bịu tìm cách dự trữ tuyết thủy. Nếu không phải lo lắng linh khí bốn phía thì hắn đã sớm vác vại ra để đựng rồi. Hiện tại chỉ dùng hồ lô, cũng may mà hồ lô có rất nhiều, trong mấy ngày đã chứa đầy mấy trăm cái hồ lô. Hắn tính chỗ hồ lô chứa đầy tuyết thủy này chắc là đủ cho mình dùng trong mộng cảnh một thời gian dài. Sau khi lấp đầy những cái hồ lô này, Vương Lâm bắt đầu ngồi tu luyện. Tuy nói hiệu quả của tuyền thủy hơi giảm sút nhưng cũng không phải mất đi toàn bộ hiệu quả, vẫn có thể sử dụng được. Trong nháy mắt 10 ngày đã trôi qua, trong 10 ngày này, Vương Lâm đã uống hết tuyền thủy. Cũng may mà tuyền thủy này vừa uống vào cơ thể là lập tức phân giải ra, biến thành linh khí. Nếu không, thì bụng hắn chẳng thể chứa nhiều chất lỏng như vậy được. Khi tu luyện đến ngưng khí kỳ tầng 2, nhu cầu linh khí sẽ hơn tầng thứ nhất đến mấy lần. Cho đến hiện tại, trên thực tế Vương Lâm đã ở trong không gian mộng cảnh tu luyện hơn 9 tháng. Nếu là tầng thứ nhất, 9 tháng tu luyện không ngừng nghỉ, lại có linh khí sung túc cung ứng thì thể nào cũng sẽ có chút thành tựu. Nhưng hiện tại, tuy hắn cảm giác linh khí trong cơ thể nhiều lên không ít nhưng vẫn chưa làm hắn hài lòng. Hôm nay là ngày hắn ước định với Vương Hạo. Vương Lâm không tiến vào mộng cảnh tu luyện nữa là yên lặng chờ đối phương đến. Giữa đêm, bên ngoài trời lại nổi bão tuyết, thân ảnh Vương Hạo xuất hiện trong thần thức Vương Lâm. Không lâu sau, Vương Hạo đẩy cửa bước vội vào trong, nóng nảy nói, chủ nhân luyện đan làm ta không tới ngay được. Ta vất vả lắm mới ra được. Đi mau, giao dịch hội chắc bắt đầu rồi. Nói xong hắn liền vội vã bước ra ngoài. Vương Lâm nghe vậy cũng lập tức đuổi theo. Hai người bước đi trên mặt tuyết đóng dày cộp trên đất. Từ trong môn phái đi không bao lâu sau đã đến cửa,
sau đó men theo con đường nhỏ đi sâu vào trong núi. Lúc này mặt đường đóng băng nên rất trơn. Vương Hạo không dám đi nhanh, mà chỉ dám đi cẩn thận từng bước một. Cả người hắn run run, ngoài miệng thì mắng, cái thời tiết quỷ tha ma bắt. Tuyết lớn như vậy làm ta ngã xuống vực thì thành quỷ ta cũng phải đi đòi công đạo. Trong khi đó, Vương Lâm đi đằng sau hắn thì lại rất ung dung. Đối với thời tiết thế này, hắn không hề nghĩ như vậy mà còn cảm thấy thế này mới tốt. Chờ giao dịch hội kết thúc, hẳn lại có thể tích trữ được không ít thuyết thủy. Đi được một lúc, Vương Hạo bỗng dừng bước, ra vẻ thần bí, cười hì hì đưa cho Vương Lâm một viên đan dược màu xanh biếc, thấp giọng nói, nhanh lên, mấy hôm trước ta đã đến đây một lần. Từ chỗ này đi thêm một chút nữa là đến. Chúng ta ăn đan dược này vào, tránh không để người ta nhìn ra thân phận. Nói xong, hắn lập tức lấy ra một viên đan dược giống vậy nhét vào miệng. Một làn sương mù màu đen đậm đặc nhanh chóng từ thân thể hắn tản mát ra, đem cả người hắn bao phủ vào bên trong. Một giọng nói khàn khàn từ trong đám sương mù truyền ra, thế nào, có nhận ra ta là ai không? Vương Lâm dùng thần thức đảo qua, phát hiện thần thức của mình như chìm vào trong bùn, không thể nào thăm dò được. Lúc này hắn mới an lòng nói, đan dược này quả thần kỳ. Nói xong hắn liền nhét viên đan dược vào miệng. Hai đám sương mù tối đen nhanh chóng đi sâu vào trong núi. Sau mấy ngã rẽ, phía cuối con đường nhỏ bỗng hiện ra một mảnh đất trống. Mảnh đất này rất rộng, đứng ở đó có hơn 10 cái bóng đen giống hai người Vương Lâm. Nhưng cả đám đều đứng yên ở đó, không nhúc nhích cũng chẳng nói câu nào. Hai người Vương Lâm bước đến, tìm một chỗ trống rồi đứng im ở đó. Đợi một lúc, thấy không ai đến nữa, một người trong đó bước ra, ho khan một tiếng rồi khàn khàn nói, đã đến giờ, lần này vẫn do ta chủ trì. Quy củ như cũ, ta mở đầu. Nói xong hắn xuất ra một thanh tiểu kiếm mày bạc, tiếp tục nói, thanh phi kiếm này không phải của Kiếm Linh Các. Nó là do tại hạ ngẫu nhiên mà có được. Uy lực không nhỏ, ta chỉ cần linh phù, 500 tấm. Những người kết bạn đi với nhau đều bàn luận. Một lúc sau có một người lập tức xuất ra 500 tấm tiên phù, thực hiện giao dịch với đối phương. Lúc này lại có một người mở miệng, ở đây ta có một hạ giai ngọc phù. Có thể phát động như động đất 3 lần, ta chỉ đổi lấy 10 khỏa linh đan. Hắn nhanh chóng xuất ra một cái ngọc bội trong suốt, sáng long lanh ra trước người rồi lập tức thu hồi lại. Ta đổi cho ngươi. Cách Vương Lâm không xa có một người lập tức nói. Đang muốn bước đến thì một người lên tiếng cực nhanh, ta trả 12 khỏa linh đan. Người nói trước hơi do dự, hung hăng trợn mắt nhìn đối phương một cái rồi im lặng. Hắn cho rằng 10 khỏa đã là cực hạn rồi. Tiếp đó, mọi người lục tục lấy bảo bối của mình ra. Toàn bộ khoảng đất trống bắt đầu náo nhiệt. Chốc chốc lại có mấy người tranh danh một kiện vật phẩm, cuối cùng ai trả giá cao thì được. Ở đây ta có một thuật pháp, chỉ cần ngưng khí kỳ tầng thứ 2 là có thể tu luyện. Nó có thể giúp người tu luyện giấu kín tu vi của mình trong một thời gian ngắn. Trừ khi là trúc cơ kỳ, nếu không thì không thể phát hiện được. Ta biết cái này không có tác dụng gì nhiều nên ta chỉ đổi 10.5 khỏa là được. Người đó nói năng lưỡng lự không hề sức khoát. Mọi người đều cười ồ lên. Loại pháp thuật này căn bản là không có tác dụng gì. Đệ tử môn nội toàn dựa vào tu vi để nói chuyện. Tu vi càng cao thì đãi ngộ nhận được càng tốt. Ai hơi đâu lại đi cố che giấu tu vi mình làm gì? Nếu thuật pháp này có thể che giấu tu vi trong thời gian dài thì không nói, nhưng mà nó lại chỉ có thể che giấu trong thời gian ngắn, nhất là lại còn đắt như vậy. 5 khỏa linh đan đó. Thấy không có ai lên tiếng, người giao bán đành thở dài đinh lui về thì Vương Lâm bỗng bước lên phía trước, trầm giọng nói, 5 khỏa linh đan. Ta đổi. Đối phương ngẩn ra nhưng ngay lập tức lộ vẻ kinh hỉ, vội vàng thực hiện giao dịch. Cầm ngọc giản ghi chép thuật pháp, Vương Lâm có cảm giác hồi hộp. Hắn chưa từng thấy qua thứ này. Thần thức hắn vừa đảo qua ngọc giản, lập tức những khẩu quyết của thuật pháp kia xuất hiện trong đầu hắn. Thứ này đối với người khác tuy không có tác dụng gì nhưng với hắn mà nói, nó lại có tác dụng rất lớn. Tuy nó chỉ có thể che giấu tu vi trong thời gian ngắn, không được hoàn hảo. Lúc này một người lại bước ra, giọng nói hơi khàn khàn nhưng lại khá cao ngạo nói, một viên tạo hóa đan, tự ra giá.
Vương Hạo hưng phấn lập tức nói nhanh, đoạt linh đan, 20 khỏa. Tiên phủ, 1.000 tấm và một thanh phi kiếm. Tiên phủ 2.000 tấm. Đoạt linh đan 30 khỏa cộng tiên phủ 500 tấm. Hạ giai ngọc phù 1 khối, phi kiếm 1 cái. Đoạt linh đan 10 khỏa, tiên phủ 500 tấm. Mọi người đều cao giọng trả giá, hiển nhiên là cực kỳ coi trọng tạo hóa đan. Vương Lâm từ Vương Hạo biết được, tạo hóa đan là một loại dược vật cực kỳ trân quý. Khi ăn vào, dược lực sẽ đọng lại trong cơ thể 2 tháng. Trong 2 tháng này, người phục dụng nó sẽ có tốc độ hấp thụ linh khí tăng gấp mấy lần. Đúng là thứ mà đám đệ tử môn nội nằm mơ cũng muốn có. Thứ này trong môn phái cũng cực kỳ trân quý. Mỗi một đệ tử chỉ có 2 cơ hội mới có được. Đó là tấn thăng lên hắc y được 1 khỏa và tấn cấp lên tử y được 2 khỏa. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 33, khẩu quyết. Vương Lâm không hề có hứng thú với tạo hóa đan. Thấy giá cả đã bị đẩy lên cực cao, hắn không khỏi tiếc cho Vương Hạo. Xem ra khỏa tạo hóa đan này Vương Hạo không lấy được rồi. Đang suy nghĩ thì Vương Hạo đứng bên cạnh hét lên, đoạt linh đan, 230 khỏa. Đây là cực hạn của ta, nếu hơn lão tử bỏ. Cả hội lập tức yên tĩnh lại. 230 khỏa đoạt linh đan đã là một cái giá quá cao rồi, hiếm có người nào hơn được. Nhưng tạo hóa đan đúng là quá ít, khiến không ít người có chút không cam lòng. Đúng lúc này người giao bán tạo hóa đan bỗng cười khành khạch, nói với giọng cuồng ngạo, 230 khỏa mà muốn đổi tạo hóa đan của ta sao? Nằm mơ đi, ít nhất cũng phải 2.000 viên đoạt linh đan. Nếu không ta không đổi. Vương Lâm nghe ngữ khí đối phương cảm thấy rất quen thuộc. Sau khi nghĩ kỹ một lúc thì hắn thầm nghĩ, tên này 8-9 phần 10 là Vương Trác. Bất quá hắn cũng không dám khẳng định, dù sao bất kể là dáng người hay là giọng nói đều được giấu trong lớp sương mù đậm đặc kia. Vương Hạo choáng váng cả nửa ngày không thốt lên được câu nào. Cả giao dịch hội cũng bị câu cuồng vọng của đối phương làm cho ngơ ngác. Người chủ trì vội ho khan một tiếng nói, được rồi. Nếu không có ai, đổi tạo hóa đan thì bỏ qua đi. Chúng ta tiếp tục tiến hành giao dịch. Lập tức có người lại tiến lên xuất ra vật phẩm, ra giá. Không lâu sau thì đến lượt Vương Lâm. Hắn tiến lên phía trước, lấy ra một bình không lớn không nhỏ, nói, chất lỏng thần bí này, một giọt có thể sánh bằng một viên đoạt linh đan. Trong này có 100 giọt, chỉ đổi khẩu quyết ngưng khí kỳ tầng 3 trở lên. Nói xong hắn liền mở nắp bình ra, lập tức một luồng linh khí nhẹ nhàng phiêu tán bay ra. Rất nhiều người khẽ động tâm, đoạt linh đan dù sao cũng là đan dược thành phẩm. Tuy nói là có sẵn linh khí nhưng chỉ có thể sử dụng bằng cách nuốt vào. Mà loại chất lỏng này lại không như vậy, nó có rất nhiều tác dụng. Ví dụ như dùng để luyện chế đan dược thì nhất định sẽ có tác dụng kỳ diệu. Thậm chí là khi luyện chế pháp bảo, phi kiếm cũng có thể gia tăng linh tính. Hắn vừa nói xong lập tức có người hô, ta đổi khẩu quyết ngưng khí kỳ tầng 4. Vương Lâm hơi nhíu mày, nói, chỉ có tầng 4. Ta dùng khẩu quyết 3 tầng 4, 5, 6 đổi chất lỏng thần bí của ngươi. Thế nào? Lại có người hô lên. Vương Lâm trầm ngâm một chút rồi lại lắc đầu, ta muốn tất cả khẩu quyết từ tầng 3 đến tầng 15. Sư đệ, thế này không phải làm khó chúng ta sao? Đệ tử trong môn phái, kể cả là nhị sư huynh là người điên cuồng nhất cuộc tỉ thí năm ngoái cũng chỉ mới đạt đến ngưng khí kỳ tầng thứ 6 và có khẩu quyết 3 tầng 7, 8, 9 thôi. Còn khẩu quyết từ tầng thứ 10 đến 15 thì trừ một số sư thúc ra thì chẳng ai có đâu. Người nó lập tức khẽ cười. Vương Lâm ngẩn ra, đang do dự thì một giọng nói từ xa truyền đến. Nếu ngươi có 200 giọt chất lỏng này, ta sẽ cấp cho ngươi tất cả khẩu quyết từ tầng 4 đến tầng 9. Toàn bộ mọi người đều nhìn lại, chỉ thấy một nam tử thân vận tử y đang đi tới. Hắn ước chừng 28 đến 29 tuổi, vẻ mặt lạnh như băng, không hề sử dụng hóa hình hóa thanh đan. Khi bị ánh mắt hắn đảo qua, toàn bộ mọi người nhất thời im re, cung kính nói, tham kiến nhị sư huynh. Nam tử mặc tử y không hề để ý tới bọn họ mà nhìn chằm chằm Vương Lâm nói, ngươi có 200 giọt không? Vương Lâm trong lòng chấn động,
đồng tử nhanh chóng co rút lại. Khí tức từ trên người đối phương tản mát ra khiến hắn có cảm giác cực kỳ nguy hiểm, hơn xa những người hắn đã từng gặp tại Hàng Nhạc phái. Bất kể là sư phụ Tôn Đại Trụ hay là Trương Sư Huynh đều không thể so sánh với người này. Chất lỏng này là ta may mắn có được, trừ 100 giọt này ra chỉ còn lại mấy chục giọt để ta sử dụng. Vì thế ta không có nhiều như vậy, Vương Lâm cung kính nói. Nam tử mặc tử y trầm ngâm một chút rồi vung tay ném ra một khối ngọc giản. Thôi, ngươi đưa ta toàn bộ số chất lỏng còn lại. Khẩu quyết này là của ngươi. Vương Lâm nhận lấy ngọc giản, đảo thần thức qua. Sau khi xác định không có nhầm lẫn gì mới lấy tiếp trong túi chữ vật một cái bình nhỏ nữa. Cộng thêm cả bình lúc trước, nhẹ nhàng đặt lên mặt đất chứ không đến gần đối phương. Nam tử mặc tử y liếc mắt nhìn qua Vương Lâm một cái, không nói gì bỗng vươn tay ra. Cách không chụp lấy hai cái bình rồi khẽ đảo thần thức qua, gật đầu nói, nếu tìm thấy thêm chất lỏng này thì hãy đến hậu sơn tìm ta. Bất kể là tạo hóa đan hay phi kiếm, ngọc phù, thậm chí là khẩu quyết ngưng khí kỳ tầng thứ 10 trở lên ta cũng có cách đưa cho người. Nói xong hắn phất tay xoay người rời đi, mắt Vương Lâm híp lại, thoáng hiện hàn quang. Câu này của đối phương thật quá thâm độc, nếu là người khác thì trong thời gian ngắn không thể phát hiện ra điều gì. Nhưng hắn từ nhỏ đã thông minh hơn người, trong lòng biết rõ rất nhiều chuyện, chẳng qua là không nói ra miệng thôi. Đối phương nói vậy cũng có nghĩa là bất cứ kẻ nào, chỉ cần có chất lỏng này thì đều có thể tới tìm hắn trao đổi. Chỉ một câu này đã đẩy Vương Lâm tới bờ vực nguy hiểm. Tuy không nhìn thấy ánh mắt người khác nhưng hắn vẫn có cảm giác như bị kim châm. Hiển nhiên đã có người chú ý tới hắn. Bất quá khi Vương Lâm quyết định xuất ra linh khí tuyền thủy thì trong lòng hắn đã tính tới những tình huống ngoài ý muốn. Vì thế hắn vẫn không hoảng hốt mà vẫn bình tĩnh đánh giá bốn phía. Mọi người lại tiếp tục tiến hành giao dịch. Cuối cùng giao dịch hội cũng chấm dứt. Người đổi được thứ vừa lòng thì vui vẻ, chưa đổi được thì buồn bã. Mỗi người đều có một tình cảm riêng, rời khỏi nơi này. Vương Lâm vẫn không cùng Vương Hạo rời đi mà ngầm dán lên chân hơn 10 tầm tiên phù, rồi lập tức phóng đi như một thanh lợi kiếm, trong nháy mắt đã biến mất. Vương Hạo vốn là người thông minh, nhìn thấy Vương Lâm như vậy cũng lập tức bỏ chạy. Mấy tên có tâm với chất lỏng thần bí của Vương Lâm thấy Vương Lâm bất thình lình chạy mất liền choáng váng, muốn đuổi theo nhưng không thấy bóng dáng đối phương đâu nữa, không khỏi mắng vài câu rồi rời đi. Mấy đệ tử có tu vi cao thâm cũng không tiện trắng trợn đuổi theo. Dù sao giữa giao dịch hội của đệ tử trong môn phái mà dám giết người đoạt bảo, một khi bị Phương sư phụ biết được thì chắc chắn sẽ không xong. Vương Lâm bỏ chạy thật nhanh, không nhưng dám tiên phủ lên chân. Tiên phù này có thể chồng lên nhau để tăng tốc độ, dùng liền một lúc mấy chục tấm phù khiến tốc độ của hắn nhanh vô cùng, chẳng bao lâu sau thì về tới môn phái. Người hắn kiêng kỵ nhất chính là nam tử mặc tử y kia. Sau khi trở lại môn phái, hắn không lập tức tới chỗ nơi ở của tạp vụ mà cẩn thận tìm một gian phong bỏ không nấp đi. Đợi khi sắc trời dần tối, hóa hình hóa thanh đan mất dược diệu lộ ra mặt thật thì hắn mới cẩn thận ra ngoài. Cũng may dọc đường không phát hiện ra được cái gì bất thường. Sau khi trở về chỗ ở của tạp vụ, hắn lập tức bế quan tu luyện, không để ý tới bất cứ việc gì nữa. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 34, Tập huấn. Có được khẩu quyết đến ngưng khí kỳ tầng thứ 9, Vương Lâm bắt đầu an tâm, suốt ngày sống ru rú trong nhà. Thời gian dần dần trôi qua, toàn bộ Hàng Nhạc phái bắt đầu tràn ngập không khí khẩn trương. Toàn bộ đệ tử đều đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc tỉ thí cuối năm. Một khi có thể tiến vào thập cường thì pháp bảo, đan dược, linh thạch, ngọc phù, vân vân đều có thể đạt được. Càng khiến cho bọn họ phải đỏ mắt chính là lần này Trương Môn đã xuất ra trọng bảo bản phái, Song Nguyệt Hoàn làm phần thưởng cho người giành vị trí đứng đầu. Song Nguyệt Hoàn vốn là di vật của một tiền bối trong môn phái 300 năm trước. Uy lực rất lớn, là một kiện bảo bối vừa công vừa thủ hiếm có. Vì thế nên cả đám đệ tử môn nội đều nắm chặt tay thề đoạt được bảo bối. Còn như cuộc tỉ thể của đệ tử mới, năm nay môn phái cũng có thu mấy đệ tử mới. Nhưng trong mắt mọi người,
Vương Trác nếu không có gì bất ngờ thì chắc chắn sẽ trở thành tân nhân vương. Những đệ tử ký danh khác lại có địch ý với nhau quá nặng. Đối với bọn họ mà nói, lần tỉ thí giữa những đệ tử ký danh này chính là cơ hội tạo ra bước ngoặt trong cuộc đời họ. Mỗi người đều âm thầm chuẩn bị thật kỹ cho lần tỉ thí này. Nhưng toàn bộ những không khí khẩn trương này lại chẳng liên quan gì đến Vương Lâm cả. Cả ngày trừ tu luyện ra, thì hắn lại luyện tập dẫn lực thuật. Một ngày cuối tháng, hắn đi ra khỏi phòng ở cho tạp vụ, đi thẳng đến chính viện. Pháp quyết che giấu khí tức hắn đã luyện thành. Tâm niệm vừa chuyển, linh khí trong cơ thể hắn lập tức được giấu đi, chỉ biểu hiện ra ngoài tu vi chưa đạt tới ngưng khí kỳ tầng thứ nhất. Hắn cũng biết chỗ ở cho tạp vụ lắm thầy nhiều ma, không thích hợp để tu luyện nên muốn kiếm cớ xuống núi tìm chỗ yên tinh tiềm tu. Sau khi đi vào chính viện, hắn đi một lúc thì tới dược viên của Tôn Đại Trụ. Hắn cung kính cao giọng nói, đệ tử Vương Lâm cầu kiến sư phụ, ngươi tới đây làm gì? Đại môn dược viên vẫn chưa mở ra nhưng bên trong đã vọng ra giọng nói có vẻ không kiên nhẫn của Tôn Đại Trụ. Hiển nhiên hắn rất không ưa tên đệ tử này. Vương Lâm không thay đổi vẻ mặt, vẫn cung kính nói, đệ tử tu vi thấp kém, biết không thể đánh thắng trong trận tỉ thí ngày mai, sẽ làm xấu mặt sư phụ. Vì thế đệ tử không muốn tham gia. Ừ, coi như tiểu tử nhà ngươi thức thời. Lần này có tên Vương Trác, đệ tử sư thúc đạo hư của ngươi, tuổi còn nhỏ đã tu luyện đến đỉnh phong ngưng khí kỳ tầng thứ nhất. Có thể đột phá lên tầng 2 bất cứ lúc nào. Cho dù ngươi có đi, người ta cũng chỉ cần nhúc nhích ngón tay là có thể bóp chết ngươi. Nghe nói các ngươi là thân thích nhưng sao lại có chênh lệch lớn như thế chứ? Tôn Đại Trụ nói với giọng châm biếm. Vương Lâm cũng chẳng thèm để ý, nói, Vương Trác từ nhỏ đã thông minh, thiên phú linh căn tốt, đệ tử sao có thể sánh được. Nửa năm nay có tìm lại được hồ lô không? Tôn Đại Trụ trầm mặt một lúc rồi hỏi. Vương Lâm lắc đầu, lộ vẻ buồn bã nói, việc này cũng lạ. Đệ tử đã tìm nhiều lần nhưng vẫn không thể tìm được nơi hồ lô rơi xuống. Còn việc gì không? Không còn thì xéo đi. Nhìn thấy ngươi ta lại bực mình, Tôn Đại Trụ lạnh giọng nói. Hắn vừa nhìn thấy tên đệ tử này thì lại không khống chế được tính nóng nảy của mình, hận không thể đập chết hắn, tránh bị mấy đồng môn cùng lừa cười vào mũi. Sư phụ, đệ tử ở trên núi thấy rất buồn chán, muốn xuống núi một chuyến. Chờ mấy năm rồi trở về, người xem có được không? Vương Lâm cúi đầu cung kính nói, xuống núi, không được. Ngươi không nói thì ta cũng quên mất. 4 năm nữa sẽ tới đại hội giao lưu với Huyền Đạo Tông. Lần này trưởng môn sư bá của ngươi ra lệnh, đại bộ phận đệ tử môn nội hết năm nay sẽ tiến hành tập huấn trong 4 năm. Ngươi cũng đi tham gia đi. Không 4 năm sau, trên đại hội lại thua quá mất mặt, làm xấu mặt ta. Ồn, Đại Trụ lập tức cự tuyệt. Tập huấn, Vương Lâm ngẩn ra. Cứ 20 năm lại có một lần trao đổi. Đây là quy củ mấy trăm năm nay. Huyền Đạo Tông và Hằng Nhạc phái chúng ta bề ngoài thì có vẻ hữu hảo nhưng cũng âm thầm cạnh tranh nhau. Mấy lần luận bàn trong 100 năm trở lại đây, chúng ta đều thua đối phương. Chuyện này thật quá mất mặt, vì thế mới có chuyện tập huấn. Ngươi nghe kỹ cho ta, nếu sau lần tập huấn này mà ngươi không có tiến bộ gì, làm xấu mặt ta ở đại hội 4 năm sau thì ta sẽ trục xuất ngươi khỏi Hằng Nhạc phái. Tôn Đại Trụ chẳng muốn giải thích gì thêm. Vương Lâm thầm than một tiếng. Chuyện ra ngoài tu luyện rõ ràng không có khả năng. Hắn thấy Tôn Đại Trụ đang tức giận nên gật đầu vâng dạ, cáo lui ra về. Trở về phòng ở tạp vụ, Vương Lâm trầm tu một chút. Nếu không thể ra ngoài tu luyện vậy thừa dịp tập huấn, tìm cơ hội tu luyện đi. Ngày hôm sau, cuộc tỉ thí trong môn bắt đầu. Cả môn phái trở nên vô cùng náo nhiệt. Vương Lâm do dự một chút rồi cuối cùng cũng quyết định không đi xem mà tranh thủ thời gian củng cố tầng thứ 2 ngưng khí kỳ. Mấy ngày sau, từ một đệ tử ký danh, Vương Lâm biết được trong đệ tử môn nội thì Trương Sư Huynh đoạt giải nhất. Bất quá nghe nói đó là vì không có tên Tử Y lúc trước tham gia. Về phần Vương Trác, không ngoài dự đoán, hắn đã trở thành tân nhân vương. Vì thế nên càng ngang ngược càn rỡ, không thèm để ai trong đám đồng niên vào mắt. Một tuần sau, sáng sớm, tiếng chuông vang vọng khắp nơi trên Hằng Nhạc phái.
Tiếng chuông này vang lên có nghĩa là toàn bộ đệ tử môn nội phải nhanh chóng tập hợp ở đại điện môn phái. Vương Lâm đang ở trong không gian mộng cảnh nên không nghe được. Mãi cho đến khí tôn đại trụ nổi giận lôi đình, một cước đá bay cửa khu tạp vụ thì hắn mới tỉnh lại. Vội vàng thu hồi hạt châu rồi che giấu tu vi. Hắn mở cửa phòng ra chỉ thấy tôn đại trụ mặt tức giận đến đỏ bừng, quát thẳng vào mặt Vương Lâm. Vương Lâm, ngươi bị điếc hả? Không nghe thấy tiếng chuông hả? Đồ nghiệt đồ nhà ngươi. Toàn bộ đệ tử môn nội tham gia tập huấn đều đã đến đủ cả, chỉ còn thiếu mình ngươi. Hại ta mất mặt trước sư huynh đệ. Ngươi, ngươi làm ta tức chết. Vương Lâm khẽ nhíu mày lại, im lặng không nói. Tôn đại trụ trừng mắt nhìn Vương Lâm một cái. Hắn biết lúc này không phải lúc dạy dỗ đệ tử, trương môn và các sư huynh đang chờ nên không thèm nói thêm, túm lấy Vương Lâm, chân đạp mây nhanh chóng bay lên trời. Tôn đại trụ dùng tốc độ nhanh nhất bay đến bên ngoài đại điện rồi ném hắn xuống đất. Tôn đại trụ thấp giọng quát, Vương Lâm, đi theo ta vào bên trong. Nếu ngươi lại làm ta mất mặt thì cho dù trưởng môn trách phạt thì ta cũng phải đập chết ngươi. Câu sau cùng vừa nói ra thì trong mắt tôn đại trụ cũng lộ ra sát khí. Hắn đã chán ghét tên đệ tử này tới cực điểm rồi, quyết tìm cơ hội trục xuất hắn khỏi sư môn. Vương Lâm xoa xoa cánh tay rồi phủi bụi trên quần áo. Nếu không phải hắn đã dạt tới ngưng khí kỳ tầng thứ hai, thân thể mạnh mẽ hơn không ít thì đã gãy tay rồi. Hắn cúi đầu nhẹ giọng đáp, đệ tử tuân mệnh. Tôn đại trụ hừ một tiếng, sửa sang lại quần áo một chút rồi đi vào đại điện. Vương Lâm hít sâu một hơi, cố áp chế cơn giận, chỉnh lại sắc mặt như thường rồi đi theo vào. Đại điện Hằng Nhạc phái là nơi quan trọng nhất môn phái. Không gian trong đại điện rất lớn. Bên trong có hơn 10 pho tượng khổng lồ của những vị tiên hiên trong môn phái chia ra đứng hai bên, toát ra một không khí nghiêm trang ra toàn đại điện. Vương Lâm đi theo sau tôn đại trụ vào. Hơn 10 ánh mắt lập tức tập trung lên người hắn. Hắn lập tức cảm giác thấy hô hấp có chút khó khăn, vội cúi đầu xuống. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 35, Hậu Sơn. Trong đại điện đứng hơn 40 vị nội môn đệ tử, hắc, bạch, hồng ba loại quần áo đều. Có duy chỉ có tử y là không có. Đám đệ tử này nét mặt nghiêm túc. Trong đó số người Vương Lâm biết mặt cũng không ít. Vương Trác, cô gái họ Từ, cô gái họ Chu, Trương Sư Huynh. Trước mặt bọn họ, chia làm hai bên ngồi xuống mười mấy lão giả, vẻ mặt lãnh đạm. Chính giữa, ngồi một người, người này trên dưới 40, mặc áo dài màu xanh thẫm, trông tiên phong đạo cốt, ánh mắt như điện, lạnh nhạt nói, tôn sư đệ, đây là đệ tử của ngươi. Tôn đại trụ khuôn mặt vội vàng tỏ ra tươi cười, nói, trưởng môn sư huynh, tiểu tử này chính là đồ đệ Vương Lâm của ta, hắn nhập môn muộn, không biết ý nghĩa của việc gõ vang 5 tiếng chuông là gì. Quả nhiên sư phụ thế nào thì có đồ đệ thế ấy, tôn sư đệ, tên đệ tử ngu ngốc này, cùng ngươi năm ấy giống nhau như đúc đó. Ngồi ở vị trí bên phải một lão giả mặt đỏ, châm chọc nói, sư huynh lời này không đúng, tôn sư đệ năm đó nói như thế nào cũng là thiên tư đủ tư cách, có thể so với tên đồ đệ này khá hơn không ít đâu. Lại có một lão giả, ở một bên cười nói. Nam tử áo lam nhíu mày, lãnh đạm quét mắt Vương Lâm, rồi không hề để ý tới, trầm giọng nói, vừa rồi ta đã nói. Lần tập huấn này nhất định phải thành công, 4 năm sau phải giao đấu cùng với Huyền Đạo Tông, tuyệt đối không thể thua. Từ hôm nay trở đi các ngươi tiến vào phía sau núi, mỗi người phải tự cố gắng tu luyện, đề cao tu vi, đoạt linh đan lần này môn phái xuất ra 1 vạn viên cho các ngươi sử dụng. Trong thời gian này không thể tự ý rời khỏi sơn môn, các ngươi nhớ kỹ chưa? Tất cả nội môn đệ tử cùng kêu lên, nhớ. Nam tử áo lam nhìn qua gật đầu, tiếp tục nói, ta hy vọng 4 năm sau, trong các ngươi sẽ xuất hiện người được mặc tử y, đại biểu cho đệ tử nòng cốt Hằng Nhạc phái. Vượt xa nội môn đệ tử, còn vượt xa thế nào các ngươi tự tìm hiểu đi, hiện tại ta đem các ngươi đưa đến phía sau núi, tự sẽ có người an bài chỗ tu luyện cho các ngươi. Nói xong, nam tử áo lam tay áo vung lên, một đạo bạch quang từ tay áo hắn bắn ra, khi ở trong đại điện quay một vòng, nam tử khẽ quát một tiếng, mở.
Bạch quang nhất thời trải rộng ra khắp phòng, trong nháy mắt biến thành một đạo quầng sáng, đem tất cả nội môn đệ tử bao phủ ở bên trong. Đi! Nam tử áo lam một câu quát khẽ, quầng sáng một trận ba quang lóe ra, biến mất ở trong đại điện. Vương Lâm thân thể cảm giác được thấy rất ấm áp, mắt hoa lên, cảm thấy rất kinh ngạc khi phát hiện chính mình đang đứng ở một chỗ bên trong sơn cốc. Nơi này linh khí nếu so với bên ngoài thì nồng đậm hơn rất nhiều, xa xa lại truyền đến thanh âm nước chảy. Ánh mắt của hắn đảo qua, phát hiện tất cả nội môn đệ tử cũng đều mang vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn bốn phía đánh giá không ngừng. Trong cốc không có bất kỳ loại thực vật nào, chỉ có trụi lủi một vách đá cực kỳ to lớn. Trên vách đá dựng đứng có vô số cửa động chi chít như tổ ong, cũng có một vài cái bị cự thạch bịt kín. Bỗng nhiên Vương Lâm phát hiện có người nhìn mình, quay đầu lại thì thấy Vương Trác đang cười lạnh nhìn hắn, mắt lộ ra vẻ khinh thường. Đúng lúc này, trong huyệt động ở trên vách đá bay ra thanh niên mặc tử y, lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người một cái, trầm giọng nói: "Các vị sư đệ, nơi này phía sau núi Hằng Nhạc phái của chúng ta, nói là phía sau núi, nhưng cũng không phải là thật sự là ở phía sau Hằng Nhạc Sơn. Nơi đây trên thực tế là từ ngàn năm trước các vị thủy tổ đã tập trung tất cả các vị tiền bối Nguyên Anh kỳ mở ra nơi này cho các đệ tử nội môn lấy nơi tu luyện. Linh khí ở trong này vượt xa bên ngoài, các ngươi nếu đến đây, phải tranh thủ thời gian tu luyện, không được lơi lỏng, nếu không đừng trách sư huynh ta đem các ngươi ném ra sau núi." Tử y thanh niên này, Vương Lâm cũng nhận ra, đó đúng là người trao đổi linh khí tuyền thủy với hắn, Nhi sư huynh. Trương Cuồng, nghe nói đã tu luyện tới ngưng khí kỳ tầng thứ 6, nói chung sâu không lường được. Vương Lâm hơi cúi đầu, tâm cơ của tên Trương Cuồng, hắn biết rất rõ, vì ngày đó hắn nói láo mà bây giờ có thể lâm vào tình thế rất nguy hiểm. Khẩu quyết ngưng khí kỳ dưới tầng 7, chỗ này ta cũng có, đợi các ngươi đạt đến những mức nhất định thì có thể đến chỗ ta mà lấy. Còn hiện tại sau khi ta kiểm tra, ta sẽ tự biết cho các ngươi cái gì. Về phần nơi tu luyện của các ngươi, thì tất cả các động chưa bị đóng này tùy ý các ngươi chọn lựa. Còn đây là đoạt linh đan, mỗi bình có 100 viên, hàng năm phát một lần. Trương Cuồng nói xong, tay phải vung lên, trên mặt đất xuất hiện 50 cái bình nhỏ. Lúc này nội môn đệ tử lục tục đi ra, lặng lẽ cầm lấy một cái bình nhỏ, tìm kiếm chỗ tu luyện tiến vào. Vương Lâm thở dài một hơi, thầm nghĩ ngày đó dùng hóa thanh đan, đối phương không có khả năng nhận ra mình, vì thế đi ra, cầm lấy một bình. Trương Cuồng đứng ở một bên, nhìn một đám nội môn đệ tử đi qua, khi thấy Vương Lâm, bỗng nhiên thần sắc biến thành cổ quái, nói: "Ngươi tên là gì? Như thế nào ngay cả ngưng khí kỳ tầng thứ nhất đều không đạt được? Sư phụ ngươi là ai?" Vương Lâm cước bộ dừng lại, xoay người cung kính nói: "Sư huynh, tại hạ Vương Lâm, gia sư Tôn Đại Trụ, vì thiên tư không đủ đi, đến bây giờ vẫn đang chưa đạt tới tầng thứ nhất." Trương Cuồng ngẩn ra, cười nói: "Ngươi là Vương Lâm. Ta nghe nói qua ngươi, thiên tư tuy rằng rất trọng yếu, nhưng nghị lực cũng là điều mấu chốt để tu tiên. Ngươi nếu thiên tư không đủ, lại càng phải cố gắng thêm." Vương Lâm vội vàng gật đầu: "Thôi, này vách đá rất cao, ngươi ngay cả tầng thứ nhất cũng không đạt tới, nói vậy cũng không thể đi lên, ta tiễn ngươi một đoạn đường." Trương Cuồng tay áo vung lên, nhất thời một cỗ lượng mạnh mẽ xuất hiện dưới chân Vương Lâm, mang theo hắn đi vào một miệng huyệt động, sau đó mới biến mất. Vương Lâm đối với Trương Cuồng cung kính nói: "Cảm ơn." Rồi xoay người đi vào huyệt động, sắc mặt âm trầm, thầm nghĩ nếu không có chuyện ở trước kia, chính mình sẽ cho rằng vị nhị sư huynh này đối nhân xử thế vô cùng tốt. Đáng tiếc, hắn đã sớm biết bộ mặt thật của đối phương, tự nhiên sẽ không đem điểm ấy ân huệ nhỏ nhoi ấy để trong lòng. Huyệt động không lớn, chỉ có một cái giường đá, ở một bên trên vách tường còn có một cái tay nắm đóng mở cửa, Vương Lâm ngưng thần nhìn một chút. Lấy tay kéo một cái, nhất thời một loạt tiếng động ầm ầm vang lên, một tấm thạch bích từ trên xuống dưới che kính miệng huyệt động. Cẩn thận kiểm tra trong huyệt động một phen, xác định cũng không cái gì đặc biệt, Vương Lâm đối với bên trong vô cùng hài lòng. Lúc trước hắn tìm Tôn Đại Trụ là muốn tìm lý do rời môn phái tìm kiếm chỗ tu luyện, tuy rằng bị cự tuyệt, nhưng bây giờ thế này, so với ý nghĩ ban đầu không có gì khác nhau. Chỉ có một chút không tốt, đó là trong huyệt động không có nước, Vương Lâm tu luyện chủ yếu chính là dựa vào linh khí dịch thể.
nhưng mà trong túi trữ vật của hắn lúc trước cũng tích lũy không ít nước tuyết, hẳn là đủ dùng một thời gian. Mặt khác, vừa rồi hắn nghe thấy trong cốc có tiếng nước chảy, cái vấn đề về nước nôi, chỉ cần cẩn thận một ít, cũng không phải là chuyện gì không giải quyết được. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 36, Thị Phi. Nghĩ đến đây hắn liền xuất ra hạt châu thần bí, bắt đầu bế quan tu luyện lần đầu tiên. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt 2 năm đã trôi qua. Trong 2 năm này, nếu không tu luyện thổ nạp thì hắn lại luyện tập dẫn lực thuật, hoàn toàn không có cảm giác tịch mịch chút nào. Tuy nói là 2 năm, nhưng nếu tính cả trong không gian mộng cảnh nữa thì trên thực tế, hắn đã bế quan gần 13 năm rồi. Mức độ nồng đậm của linh khí nơi này rất cao. Hắn hiểu rõ, tuy nó kém linh khí tuyền thủy nhưng mỗi lần thực hiện thổ nạp, hắn cảm thấy được mật độ linh khí cao hơn bên ngoài gấp mấy lần. Từ khi bắt đầu tu luyện ngưng khí kỳ tầng 2, tu luyện bắt đầu thong thả. 6 năm trước, khi ở trong mộng cảnh hắn đã đạt đến đỉnh phong tầng thứ 2, phát hiện ra linh khí không gia tăng thêm nữa nên bắt đầu thử đột phá. Sau mấy lần đột phá, cuối cùng hắn cũng thành công tiến vào tầng thứ 3. Nhưng mà khiến hắn rất buồn bực và khó hiểu chính là 7 năm sau trong mộng cảnh. Mặc dù hắn đã đạt tới đỉnh phong tầng 3 nhưng bất kể hắn thử thế nào cũng không thể thành công đột phá lên tầng thứ 4. Cái này không phải do linh khí không đủ mà là có một cỗ lực lượng thần kỳ luôn ngăn cản hắn trong thời khắc mấu chốt. Hơn nữa tầng thứ 3 ngưng khí kỳ cũng có chút cổ quái. Không giống như 2 tầng đâu, khi đạt tới cực hạn, nếu không tiến vào tầng tiếp theo thì linh khí sẽ không tiếp tục ngưng tụ. Tầng thứ 3 này giống như không có cực hạn vậy. Mặc dù Vương Lâm biết mình đã đạt tới đỉnh phong nhưng khi thổ nạp, linh khí vẫn không ngừng gia tăng, thân thể cũng không ngừng được linh khí cải tạo. Điều này khiến cho Vương Lâm cực kỳ kinh ngạc, nghĩ thế nào cũng không ra. Cho đến hôm nay, toàn bộ linh khí tuyết thủy đã được dùng hết. Trong túi trữ vật của hắn chỉ còn lại một hồ lô chất lỏng cuối cùng. Cái hồ lô này có từ lâu lắm rồi. Nó chính là một trong 3 cái hồ lô hắn năm đó lên núi hắn đã chôn xuống. Lúc trước hắn đã từng dùng 2 cái, nhưng vì uống liền một hơi nên suýt nữa toi mạng. Thế nên từ đó đến giờ hắn vẫn luôn kiêng kỵ với cái hồ lô chứa đầy lộ thủy này. Do dự một chút, Vương Lâm vẫn không lấy cái hồ lô này ra. Theo hắn nghĩ, bây giờ linh khí trong hồ lô này tuyệt đối đã đạt tới mức DOK khủng khiếp. Mình đã bị một lần suýt chết rồi, cẩn trọng một chút vẫn tốt hơn. Chờ khi luyện đến mấy tầng cao của ngưng khí kỳ rồi sử dụng cũng không muộn. Hắn đứng lên, vặn thân thể một chút rồi đặt tay lên vách tường. Lập tức những tiếng ầm ầm nhỏ vang lên, thạch bích từ từ nhấc lên lộ ra một cái cửa. Ánh mắt trời xuyên qua cửa chiếu vào bên trong động. Vương Lâm bị ánh sáng bất ngờ chiếu vào nên cảm thấy chói mắt, mãi một lúc sau mới khôi phục lại bình thường. Lúc này hắn mới đi ra, hít sâu một hơi. Đứng trên cao nhìn xuống, hắn thấy có không ít người đang ngồi chém gió với nhau trong sơn cốc. Chắc đều là không chịu nổi cự buồn tẻ khi bê quan nên mới ra ngoài giải sầu. Nghĩ một chút, hắn quyết định ẩn giấu tu vi chỉ để lộ ra ngoài tu vi ngưng khí kỳ tầng thứ nhất. Tiếp đó hắn vung tay lên, một luồng lực đẩy từ phía dưới đẩy hắn lên, mang theo thân thể hắn nhẹ nhàng hạ xuống phía dưới. Ở trong mộng cảnh 13 năm, hắn đã luyện dẫn lực thuật đến mức lô hỏa thuần thanh. Bây giờ gần như chẳng cần đến khẩu quyết, tâm niệm của hắn vừa xuất hiện một cái, dẫn lực thuật liền lập tức xuất hiện. Ví dụ như hắn đang bay trên không lúc này chính là dùng dẫn lực thuật khống chế thân hình của mình. Cái này tuy nói là chỉ cần luyện dẫn lực thuật đạt tới trình độ nhất định là có thể làm được, nhưng tốc độ lại cực chậm. Một khi gia tốc sẽ xuất hiện tình trạng không thể khống chế được. Mà hiện tại Vương Lâm lại rất tự tin, cho dù là phi hành tốc độ cao thì cũng không có chuyện không khống chế được thân hình. Cái này nếu không phải là luyện tập dẫn lực thuật mười mấy năm thì tuyệt đối không thể làm được. Nhưng làm quái gì có ai lại đi bỏ mười mấy năm ra luyện tập cái tiên thuật cơ sở này đâu. Người tu tiên đều chạy đua với thời gian, trên cơ bản sẽ không có ai lại đi lãng phí thời gian cả. Nếu luyện tập cái này thì không bằng tu luyện mấy tiên pháp cao cấp còn hơn. Vì không thu hút sự chú ý,
Vương Lâm chậm rãi hạ xuống cốc. Nhưng vừa mới hạ xuống thì một tiếng cười hô hố truyền đến, trời đất, mặt trời mọc đằng tây rồi. Đến, phế vật Vương Lâm mà cũng có thể luyện đến ngưng khí kỳ tầng thứ nhất kìa. Cuối cùng cũng có thể xuống vách đá mà không cần hỗ trợ. Vương Lâm quay đầu nhìn lại, lạnh nhạt nhìn vẻ mặt kinh thường của Vương Trác. Ở bên cạnh Vương Trác lúc này còn có mấy người, toàn bộ đều là đệ tử môn nội. Một thanh niên mặc bạch y, chừng 24-25 tuổi trong số đó lên tiếng chế nhạo, Vương Lâm, thật ta ngươi không nên tới nơi này. Ngươi cứ ở khu tạp vụ với đám đệ tử ký danh là được rồi. Ở đó ngươi còn có thể có cảm giác cao cao tại thượng. Nhưng bây giờ ngươi lại là kẻ kém cỏi nhất trong số chúng ta rồi. Thần thức Vương Lâm khẽ đảo qua, Vương Trác cũng đạt tới ngưng khí kỳ tầng 3 giống hắn. Còn tên thanh niên vừa nói cũng đạt tới đỉnh phong tầng 4, lúc nào cũng có thể đột phá. Vương Lâm, cuộc tỷ thí 2 năm trước, coi như tiểu tử nhà ngươi cũng thông minh. Biết không phải là đối thủ của ta nên tự động bỏ cuộc. Nhưng mà ta nói cho ngươi biết, phế vật vĩnh viễn vẫn là phế vật. Cả đời này ngươi chẳng thể nào so với Vương Trác ta được. Ta là tân nhân vương 2 năm trước, ngươi làm sao sánh được. Thanh niên vận bạch y bên cạnh cũng cười nhạo, tiểu sư đệ, đi lấy nước cho ta. Tâm tình sư huynh đây đang rất tốt, nói không chừng lại chỉ điểm cho ngươi một chút đó. Nói xong hắn ném một cái bình xuống dưới chân Vương Lâm. Vương Lâm không nói không rằng, chỉ im lặng nhìn đối phương. Ý gì hả? Muốn đánh nhau sao? Nói cho ngươi biết, nhị sư huynh đã nói, trong hậu sơn đệ tử môn nội có thể đánh nhau. Nếu tiểu tử nhà ngươi không thức thời, đừng trách sư huynh ta giáo huấn ngươi. Thanh niên vận bạch y lộ vẻ khinh thường. Đủ rồi. Im miệng hết cho ta. Một tiếng quát từ trên vách núi truyền xuống. Tiếp đó một đạo hắc ảnh bắn xuống nhanh như chớp. Sau khi nó hạ xuống, mới lộ ra thân ảnh Trương sư huynh. Hắn nhíu mày, quét mắt qua tất cả mọi người rồi quát. Vương Trác, Tôn Hạo, hai người các ngươi không đi tu luyện mà lại. Đi khi dễ một sư đệ mới đến ngưng khí kỳ tầng thứ nhất là sao hả? Hai người sắc mặt khẽ biến, hung hăng trừng mắt nhìn Vương Lâm, hừ nhẹ một cái rồi không dám nói gì nữa. Hiển nhiên là trong lòng có chút sợ hãi vị Trương sư huynh này. Trương sư huynh quay lại nhìn Vương Lâm, cũng nghiêm khắc nói, Vương Lâm, ngươi thật ra cũng không nên tới nơi này. Nhưng nếu đã đến đây thì lo mà tu luyện cho tốt. Ở tu chân giới, thực lực mới quyết định tất cả. Vương Lâm gật đầu đồng ý, do dự một chút rồi hỏi, Trương sư huynh, ta có một chuyện muốn hỏi một chút. Khi đạt tới đỉnh phong ngưng khí kỳ tầng thứ nhất, vì sao ta thử mọi cách đột phá mà vẫn không thể thành công? Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 37, 4 năm. Trương sư huynh lãnh đạm liếc nhìn Vương Trác một cái nói, mấu chốt đột phá trên thực tế đích xác cùng thiên tư có quan hệ lớn lao, có người một lần liền thành công. Có người yêu cầu hơn 100 lần hơn 1000 lần, thậm chí cả đời đều không thể đột phá cũng có. Vương Lâm lộ ra vẻ phiền muộn đột nhiên hỏi, Trương sư huynh, có phải hay không đột phá tầng đều khó khăn như vậy, nhị tiến tam, tam tiến tứ, đều như vậy sao? Trương sư huynh gật đầu nói, đúng vậy. Càng đi về sau càng khó, nhất là tam tiến tứ, ngũ tiến lục lại càng khó khăn. Trương sư huynh đồng thời trả lời, bỗng nhiên có một người con gái hỏi, sư huynh, tam tiến tứ rốt cuộc gian nan tại chỗ nào? Ta hiện tại chính là ngưng khí kỳ tầng thứ 3, người nói chuyện đúng là nữ tử họ Chu mà Vương Trác đau khổ theo đuổi. Trương sư huynh trầm ngâm một lát nói, hôm nay ta liền mượn cơ hội nói rõ chi tiết cho các ngươi ngưng khí kỳ bình cảnh, ngưng khí kỳ. Dưới 6 tầng, có 2 bình cảnh, thứ nhất là tam tiến tứ, bình cảnh này đối với một số người mà nói dễ dàng vượt qua nhưng đồng dạng, đối với một số người khác có thể cuộc đời này cũng không thể đột phá, trong đó mấu chốt cùng thiên tư không quan hệ. Trọng điểm ở chỗ có hay không lĩnh ngộ đại đạo mà thôi. Nói xong, mắt nhìn mọi người thâm ý sâu sắc lại tiếp tục nói, người tu tiên phải chặt đứt phàm trần. Nếu được tam tiến tứ sẽ không nan nhưng chém không được thì lại càng khó khăn. Về phần ngũ tiến lục, đó là bởi vì đây là ngưng khí kỳ biến hóa về bản chất, thân thể được linh khí cải tạo chút thành tựu, cần tiến hành hàng loạt sự thay đổi.
linh khí cần thiết hao tổn thật lớn cho nên trở thành bình cảnh, ngăn cản đại bộ phận tiến lên. Vương Lâm nghe xong, trong lòng chấn động, trầm mặc không nói. Mặt khác nội môn đệ tử nét mặt đều không giống nhau, lại tiếp tục hỏi một vài vấn đề mãi cho đến khi sắc trời dần tối, mọi người lúc này mới giải tán. Vương Lâm cau mày hướng về trong cốc đi đến, bên tai tiếng nước chảy dần dần lớn lên, cũng không lâu lắm, một con sông nhỏ đã ở trước mặt hắn. Một tia linh khí nhàn nhạt trong nước sông phát tán ra, Vương Lâm uống một ngụm thầm nghĩ tuy nói kém hơn nước suối linh khí nhưng cũng có thể gia tăng linh khí. Vì thế hắn không nói hai lời, xuất ra một đám hồ lô, múc đầy nước sông, sau một hồi lâu cuối cùng đem tất cả hồ lô múc đầy xong. Mới vừa quay người lại, đồng tử hắn lập tức co rút lại, chỉ thấy nhị sư huynh như U Linh đứng ở phía sau hắn cách đó không xa. Lúc trước hắn múc nước sông thần thức vẫn quan sát bốn phía, không có phát hiện chút dị thường, còn đối phương hiển nhiên đã tới đây lâu rồi, Vương Lâm đáy lòng trầm xuống. Vương sư đệ, nước sông này ẩn chứa linh khí, uống nhiều một ít đối với ngươi tu luyện cũng có lợi. Bất quá ta thấy ngươi chuẩn bị hồ lô không ít, chẳng lẽ ngươi biết trước nước sông nơi này có thể sử dụng? Trương Cuồng ánh mắt chớp động trầm giọng nói. Vương Lâm bất động thanh sắc thu hồi hồ lô trong tay cung kính nói, gia sư từng nói cho sư đệ nước sông nơi đây có trợ giúp tu luyện cho nên. Sư đệ chuẩn bị không ít. Trương Cuồng nhìn chằm chằm Vương Lâm, hồi lâu sau gật đầu nói, tôn sư thúc biết việc này, thật cũng bình thường, ngươi trở về tu luyện đi. Ngắn ngủn 2 năm đã đạt đến được ngưng khí kỳ tầng thứ nhất, xem ra sư đệ quả thực hạ đại quyết tâm, khá lắm, ta hy vọng ngươi có thể đạt tới tầng thứ 2. Vương Lâm ôm quyền cáo lui rất cẩn thận rời đi, sau khi trở lại huyệt động hắn mới thở phào một cái, lưng áo đã bị mồ hôi thấm đẫm. Cũng may hắn đã có thói quen không có lúc nào là không ẩn nấp tu vi, nếu không nếu để cho đối phương phát hiện hắn thực tế đã muốn ngưng khí tầng thứ 3. Chắc chắn hoài nghi đến lúc đó bằng thực lực bây giờ cho dù bị giết chết cũng không có chút lực hoàn thủ. Người tu tiên thật ra cùng phàm nhân giống nhau, đều có các loại dục vọng hơn nữa có khi lại còn tàn khốc hơn. Cho nên quyết không thể làm cho người ta biết ta có thần bí châu tử. Vương Lâm âm thầm cảnh báo chính mình. Sau khi che lại huyệt động, Vương Lâm khoanh chân cố định, rơi vào trầm tư. Theo đạo lý mà nói, người tu tiên chặt đứt phàm trần là vì làm cho tự thân không hề có các loại dục vọng, do đó ảnh hưởng tu luyện. Nhưng hắn sau khi tiến vào Hằng Nhạc phái thấy đại bộ phận người tu tiên không có người nào có thể chân chính không hề có các loại dục vọng, ngược lại so với phàm nhân càng thêm nhiều hơn. Kể từ đó, cái gọi là chặt đứt phàm trần chẳng qua là cái khái niệm mơ hồ mà thôi, nhưng tam tiến tứ. Dựa theo lời Trương Sư Huynh lại nhất định phải chặt đứt phàm trần, điều này cũng có chút tự mâu thuẫn. Khổ tư hồi lâu, hắn vẫn không rõ. Vương Lâm tự nhận chính mình không thể chặt đứt thân tình, cũng may ngưng khí kỳ tầng thứ 3 cùng 2 tầng trước không giống. Tuy nói không thể đột phá nhưng linh khí vẫn đang gia tăng, vì thế lo lắng hồi lâu, hắn đã bỏ đi ý niệm đột phá trong thời gian ngắn trong đầu, an tâm củng cố tầng thứ 3. Thời gian trôi qua, 1 năm, 2 năm, bất giác đã qua 2 năm quang cảnh, Vương Lâm tại Hậu Sơn đã muốn bế quan 4 năm. Sau 2 năm Vương Lâm có đi ra ngoài một lần, phải đi bổ sung nước sông, dùng châu tử ngâm để về sau tu luyện. 4 năm trong hiện thực, mộng cảnh là 25 năm thời gian. Nếu tính toán lại Vương Lâm thực tế đã muốn tu luyện 27 năm. Ngưng khí kỳ vẫn như cũ đình trệ ở tầng thứ 3 không có đột phá. Nhưng trong cơ thể hắn linh khí không ngừng tăng trưởng. Sau 4 năm tu luyện, âm thanh Trương Cuồng vang lên, các vị sư đệ, thời gian 4 năm đã đến. Trưởng môn sư bá ở đại điện thi pháp truyền cho các ngươi trở về. Tất cả vách đá huyệt động toàn bộ mở ra, nội môn đệ tử, một đám theo bên trong đi ra. Hơn 40 người tại đây bế quan 4 năm đều có thu hoạch, đứng trong cốc, Vương Lâm thần thức đảo qua. Vương Trác đã đạt đến ngưng khí kỳ tầng thứ 5 đỉnh phong, mắt thấy đã sắp bước vào tầng thứ 6, về phần người khác cũng có mấy người tu vi cũng như thế, 4 năm thời gian, mỗi người đều tiến bộ. Nữ tử họ Từ cũng đạt tới ngưng khí tầng thứ 3, về phần Trương Sư Huynh Vương Lâm ngưng thần thấy, ngưng khí kỳ tầng thứ 6. Trong mơ hồ hắn có một loại cảm giác, tu luyện của mình giống như cùng người khác không giống nhau, đầu tiên là thần thức, chính mình vừa rồi quan sát người khác tựa hồ không có bất kỳ người nào phát hiện.
Mặt khác, nữ tử họ Chu 2 năm trước từng nói nàng đạt tới ngưng khí kỳ tầng thứ 3, nhưng Vương Lâm vừa mới phát hiện đối phương vẫn đang ở tầng thứ 3, trình độ linh khí trong cơ thể không có nửa điểm tăng trưởng. Vương Lâm trong lòng đoán, người khác tựa hồ không giống hắn, tầng thứ 3 không có giới hạn. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 38, Quang Bàn. Phân tích nguyên nhân, Vương Lâm cảm thấy được có thể có liên quan tới cảnh tu luyện trong mơ, hạt châu, thần bí thần kỳ, hắn mấy năm này đã muốn thấu hiểu rất rõ. Nhất là mỗi lần tại mộng cảnh, hắn đã có thể cảm giác được bốn phía vật sáng tản mát ra một loại quang ban cổ quái chui vào thân thể của mình. Đối với quang ban, Vương Lâm nghiên cứu đã lâu, cũng không biết tác dụng cụ thể. Công pháp ẩn nấp tu vi Vương Lâm đã không tái sử dụng, hắn tự diễu, dùng thời gian 4 năm đạt tới ngưng khí tầng thứ 3. Hơn nữa còn ở tại hậu sơn linh khí sung túc để tu luyện, thật cũng có thể giải thích. Không có bất kỳ ai biết, từ thời gian 20 năm trước trong mộng cảnh, hắn đã đạt đến tầng thứ 3. Mặt khác, dẫn lực thuật này trong hơn 20 năm hắn vẫn đang kiên trì luyện tập mỗi ngày, bất chi bất giác đã đạt đến một cảnh giới khủng bố. Phóng nhãn toàn bộ tu chân giới Triệu Quốc, không người nào có thể cùng hắn dùng hơn 20 năm luyện tập dẫn lực thuật này được. Lúc này một quầng sáng từ phía trên không vô thanh vô tức xuất hiện, bao phủ mỗi người, cảm giác ấm áp tái hiện, chẳng qua lúc này đây, Vương Lâm lại phát hiện bất đồng. Quầng sáng ẩn ẩn thoáng hiện một đám phù kỳ dị, cùng một chỗ với phù tổ hình thành một lốc xoáy không ngừng xoay tròn, lôi kéo bọn họ nhanh chóng nhập vào trong đó, mang theo mọi người tất cả biến mất ở bên trong sơn cốc. Rồi lại xuất hiện nhưng đã là Hằng Nhạc phái đại điện, trưởng môn sư bá mặc áo lam, ngồi ngay ngắn ở phía trên, ở hai bên ngồi mấy lão giả. Trong nháy mắt mấy đạo thần thức khổng lồ ở trên người bọn họ khẽ quét mà qua, trưởng môn sư bá mặt mỉm cười, gật đầu nói, 4 năm thời gian đảo mắt đã qua, ta thực vui mừng. Các ngươi đều tiến bộ nhảy vọt, khá lắm, hiện tại đệ tử tu luyện tới tầng 5 lưu lại, những người còn lại giải tán, về hội báo cho sư phụ 4 năm thu hoạch. 3 ngày sau, Huyền Đạo Tông tới chơi, lần này Hằng Nhạc phái tất thắng. Về phần những người tu vi đạt tới, chờ trao đổi xong cùng Huyền Đạo Tông xong, thống nhất đổi, mới mọi người cùng kêu lên đồng ý, ngưng khí kỳ dưới tầng 5 đều rời đi đại điện. Vương Lâm nhìn một vòng, không phát hiện Tôn Đại Trụ. Sau khi rời đi đại điện, Vương Lâm đi vào Tôn Đại Trụ dược viên, thần thức đảo qua, dược viên cấm chế đập vào mắt nhưng cấm chế này không phát ra nổi chút tác dụng ngăn trở. Thần thức Vương Lâm ở bên trong lập tức phát hiện Tôn Đại Trụ khoanh chân đả tọa, đối với thần thức của hắn, không có bất kỳ phát hiện gì. Cấm chế này lúc trước làm cho kinh sợ không thôi, hiện tại vừa thấy sơ hở chồng chất, Vương Lâm mơ hồ cảm giác, tựa hồ chính mình nếu muốn bài trừ cấm chế này hẳn là không khó. Đệ tử Vương Lâm tham kiến sư phụ, Vương Lâm thu hồi thần thức, ở ngoài cửa nói. Tôn Đại Trụ nghe thấy lời này, ngơ ngác một chút nghĩ nửa ngày mới nhớ tới 4 năm trước thu nhập một người đệ tử tên là Vương Lâm, sau lại đi tham gia tập huấn, hôm nay chính là ngày bọn hắn xuất quan, cũng không biết phế vật này rốt cuộc có tiến bộ hay không. Tò mò, hắn mở ra dược viên tử môn, cao ngạo nói, vào đi. Vương Lâm đi vào, Tôn Đại Trụ cẩn thận đánh giá Vương Lâm một phen, kinh ngạc nói, ngươi đã tới rồi ngưng khí tầng thứ 3. Vương Lâm gật đầu cung kính nói, đệ tử ở bên trong sơn cốc khổ tu 4 năm. May mắn tiến vào tầng thứ 3, Tôn Đại Trụ ánh mắt lóe ra, hắn dần dần nhớ tới lúc trước vì sao thu đối phương làm đệ tử. Hắn nhớ rõ năm đó quyết định chờ đối phương đạt tới ngưng khí tầng thứ nhất liền đối với người này sử dụng siêu hồn thuật, lúc này hơi do dự. Bỏ đi ý niệm siêu hồn trong đầu, dù sao sự việc cách đã nhiều năm, liều mạng tu vi sẽ rơi xuống, hắn hiện tại cảm thấy được rất không đáng. Thôi, đã đạt tới ngưng khí tầng thứ 3, ngươi sẽ là đệ tử chân chính của ta, vi sư cả đời chỉ thu nhận một đồ đệ. Đó là ngươi. Ngươi từ hôm nay trở đi ở lại nơi này của ta, mấy ngày nữa cùng Huyền Đạo Tông nội môn đệ tử trao đổi đại sự, đến lúc đó ngươi theo ta tới kiến thức một phen, cũng là để giải khai nhãn giới. Đúng rồi, ngươi nếu đã đạt tới ngưng khí kỳ tầng 3, nhưng vẫn luyện tập dẫn lực thuật ư?
Tôn Đại Trụ nhìn Vương Lâm liếc mắt một cái, nói. Vương Lâm thần sắc như thường, nói, dẫn lực thuật đệ tử luyện qua nhưng cảm giác có chút chúc chắc. Tôn Đại Trụ gật đầu, nói, đó là tự nhiên, loại tiên thuật cơ sở này thật ra chính là xem độ thuần thục. Ngươi luyện nhiều hơn tự nhiên thì tốt rồi, vi sư năm đó chính là luyện gần một năm xem như trong môn phái thời gian luyện tập dài nhất, ngươi xem. Nói xong, hắn một tay động, một đạo tiểu kiếm thất thải quang mang lóe ra, hàn quang vòng quanh bốn phía nhanh chóng bay qua một vòng, cuối cùng nhẹ nhàng dừng ở trong lòng bàn tay Tôn Đại Trụ. Dẫn lực thuật luyện tập thuần thục, về sau nếu đạt tới ngưng khí kỳ tầng thứ hai, liền có thể luyện tập khu vật thuật, phi kiếm này chính là dựa vào khu vật thuật thi triển. Đương nhiên, nếu muốn đạt tới cấp độ này nhất định phải có tu vi ngưng khí kỳ tầng thứ tư. Chẳng qua trao đổi sắp tới cùng Huyền Đạo Tông, không thể để cho người ta chê cười, ngươi tu vi thấp, cuộc tỉ thí khả năng thắng không lớn, nhưng cũng không có thể danh dự của vi sư rơi xuống. Phi kiếm này, dùng dẫn lực thuật cũng có thể một phần khống chế, ta cho ngươi một khối lệnh bài, ngươi cầm rồi đi kiếm linh các, tùy ý chọn một phi kiếm, đến lúc đó sử dụng. Tôn Đại Trụ nói xong ném ra một khối lệnh bài lệnh bài. Vương Lâm nét mặt biến thành cổ quái hé miệng nửa ngày không biết nên nói cái gì. Nhìn ra nét mặt cổ quái của Vương Lâm, Tôn Đại Trụ hừ một tiếng nói, ngươi đừng tưởng rằng đây là chuyện nhỏ, nhất định phải làm thật tốt, bằng không đến lúc đó làm vi sư mất mặt xấu hổ, trở về ta sẽ cho ngươi một trận. Năm đó vi sư đã làm cho sư tổ nở mày nở mặt. Vương Lâm cười khổ nói, đệ tử chắc chắn sẽ không để sư phụ thất vọng, sư phụ yên tâm đi. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 39, Cụ Phú. Tôn Đại Trụ vừa lòng gật đầu nói, lệnh bài kia ngươi lưu lại đi, được tự do ra vào dược viên nhưng ngươi nhớ kỹ. Nếu không được phép thảo dược trong viện tử này ngươi không được hái, nghe chưa? Vương Lâm gật đầu. Hắn biết Tôn Đại Trụ lúc này hơn phân nửa là nhìn đến tu vi ngưng khí kỳ tầng thứ ba của hắn nên mới nhận hắn làm đồ đệ. Không lâu sau, hắn đi tới kiếm linh các, nơi này hắn từng đã tới một lần, hiện tại trở về, chuyện ngày xưa lại xuất hiện trong lòng. Một bạch y đệ tử đang khoanh chân ngồi, hắn chừng 30 tuổi, thân thể mập mạp, thoạt nhìn thực lạ mắt, hiển nhiên không phải là người tham gia tập huấn. Hắn quét Vương Lâm liếc mắt một cái, kinh ngạc nói, sư đệ, ngươi mới ngưng khí tầng thứ ba, tới nơi này làm gì? Nơi này chỉ có ngưng khí 4 tầng về sau mới được tới. Vương Lâm không nói gì xuất ra lệnh bài Tôn Đại Trụ cấp lệnh bài ném qua. Mập mạp vừa tiếp nhận, thần thái lập tức biến thành cổ quái, tựa hồ cố nén cười, cuối cùng thật sự nhịn không được cười ra tiếng nói. Nguyên lai là truyền thừa nhất mạch của Tôn Sư Thúc, việc này thật ra ta quên, Tôn Sư Thúc có một thói quen mỗi lần cùng môn phái khác trao đổi, đều phải dùng phi kiếm đặt lên mặt trước của cửa hàng. Vương Lâm cảm thấy xấu hổ, nhất là nghĩ đến vừa rồi Tôn Đại Trụ nét mặt nghiêm túc lại cười rộ lên. Mập mạp sau đó vung tay lên cưỡng chế ý cười nói, sư đệ, ngươi vào đi thôi, hãy lấy một phi kiếm, trong này có thanh phi kiếm mạnh nhất của tu chân giới Triệu Quốc. Vương Lâm vội vàng cáo tạ, khi đi vào hắn bỗng nhiên dương mày lên, thần thức phát hiện một tầng ba hoàn theo bên trong gian phòng khuếch tán mà ra, giống như muốn ngăn cản lại. Bàn tử thấy vậy, biết mình quên gỡ bỏ đi cấm chế của kiếm linh các, đang muốn nói cho Vương Lâm nhưng không kịp nói ra, trong cổ họng dường như có gì chẹn lại, nửa ngày mà không nặn ra được một chữ, ánh mắt trơn tròn đầy vẻ khó tin. Vương Lâm nhận thấy cấm chế này, không khỏi nhớ tới năm đó bị sỉ nhục, hừ nhẹ một tiếng sải bước đi thẳng về phía trước. Thước, 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 một thước. Mặc cho lực cản kia tăng lên nhưng vẫn không thể ngăn lại cước bộ Vương Lâm. Vương Lâm với bộ dạng thoải mái đến cực điểm mà đi vào. Sau khi vào phòng, thần thức hắn đảo qua, linh quang chớp động, trong gian phòng đó thực cổ quái. Thần thức ở trong này dường như mất đi tác dụng, bị hạn chế ở trong vòng ba thước. Bàn tử vẻ mặt hiện vẻ khiếp sợ, hắn chuyên môn phụ trách đệ tử kiếm linh các, biết rõ uy lực cấm chế nơi đây chuyên môn ngăn cách hết thảy thần thức. Hắn từng thấy mấy sư bá đều không thể mạnh mẽ tiến vào trong các, nội môn đệ tử càng không cần phải nói. Chỉ có tinh anh đệ tử mới có thể vượt qua trận pháp,
Do đó kiếm khí phát ra trong kiếm linh các sẽ chọn lựa người xứng đáng với nó. Chẳng lẽ là trận pháp hỏng rồi? Bàn tử thật sự không cách nào hiểu được chuyện gì, nghĩ nửa ngày cho rằng nhất định là trận pháp hỏng rồi, vì thế đi thẳng về phía trước. Mới đi vào năm thước, một cỗ áp lực khổng lồ như trời sập đập vào mặt mà đến, thân thể bàn tử như một con thuyền nhỏ đang ở trong sóng lớn. Bị văng đi thật xa, nương theo vài tiếng phốc phốc ngã thật mạnh trên mặt đất, miệng hộc máu. Trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, thất thanh nói, vẫn chưa hỏng. Vương Lâm thoải mái đi vào phòng, chỉ thấy bên trong gian phòng đặt rất nhiều thanh cổ kiếm tản mát ra kiếm mãnh liệt. Vương Lâm ánh mắt đảo qua trên từng thanh phi kiếm, cuối cùng thấy được Triệu Quốc tu chân giới đệ nhất phi kiếm. Sau khi nhìn đến, Vương Lâm có chút bất ngờ, tối ngưu phi kiếm căn bản không thể tính là một thanh phi kiếm, toàn bộ chính là một môn bản hình phương, dài 1 mét, toàn thân kim. Quang lóe ra, đừng tưởng rằng kim quang này là tiên gia pháp thuật, kim quang này thuần túy bởi vì trên thân kiếm bị độ một tầng hoàng kim. Cũng không phải hoàng kim này che giấu một bảo kiếm tuyệt thế, hoàng kim này thực tế chính là thật bình thường, không có bất kỳ chỗ nào thần kỳ. Tại chuôi kiếm, hai khỏa kim cương thật lớn được khảm lên, thậm chí ngay cả kiếm tuệ đều là dùng kim ti biên chế mà thành. Tóm lại thanh phi kiếm này làm cho người ta một cảm giác vô địch. Vương Lâm sờ sờ cằm, hắn thật là có chút xem trọng thanh phi kiếm, sau này nếu thiếu tiền, tùy tiện tìm một chỗ bán đều có thể bán được không ít tiền. Tại đây bày đặt một tấm bảng, trên đó viết, kiếm này tên là Cự Phú, ngàn năm trước một vị sư tổ bỏ một số tiền lớn tạo ra, nghe nói oai lực quỷ thần khó dò. Sư tổ cả đời cống hiến đối với môn phái, trước khi lâm chung di ngôn duy nhất chính là đem kiếm này gửi kiếm linh các đợi người hữu duyên. Kiếm giả nhớ lấy, không thể buôn bán nếu không trục xuất sư môn. Vương Lâm không nín được nở nụ cười, một phát bắt được Cự Phú phi kiếm, đối với nó nói, ta chọn ngươi, Vương Mỗ chính là người nghèo, không biết khi nào sẽ. Thu thanh phi kiếm vào trong túi chữ vật, trong túi chữ vật Vương Lâm đi ra kiếm linh các, bàn tử khẩn trương nhìn hắn, thay đổi vẻ cười nhạo vừa rồi thưa dạ đưa tiễn. Vương Lâm trong phòng thần thức bị ngăn cách vẫn chưa chú ý tới dị thường của bàn tử, lúc này cảm thấy kỳ quái. Đối phương vì sao trước ngạo mạn về lại cung kích? Trở lại Tôn Đại Trụ dược viên, thanh phi kiếm xuất ra, Tôn Đại Trụ lập tức trợn mắt há mồm, thì thào tự nói nửa ngày, thâm ý sâu sắc nhìn Vương Lâm liếc mắt một cái nói. Năm đó ta nhìn thấy Cự Phú thật sự không có can đảm mang nó đi ra ngoài, tiểu tử ngươi có đảm lược, hảo, 3 ngày sau ngươi liền mang nó cho Huyền Đạo Tông cùng với sư bá nhìn xem. 3 ngày sau, Hằng Nhạc phái tiếng chuông gõ vang 9 lần, trưởng môn và tất cả sư thúc cùng với đệ tử đều đứng ở ngoài đại điện. Chỉ thấy trên bầu trời hiện lên một cái chấm đen, càng ngày càng gần, cuối cùng rõ ràng ra trong mắt mọi người là một con rết dài chừng 100 mét. Con rết toàn thân tối đen, phi hành trong từng trận tiếng sấm nhanh chóng bay tới. Tất cả nội môn đệ tử Hằng Nhạc phái cũng đều thật hít một bụng lãnh khí, mắt lộ vẻ kinh hãi. Có nữ đệ tử bị hù tới biến sắc, hai chân như nhũn ra. Có gì ngạc nhiên đâu, con rết bộ dáng dọa người, nhưng các ngươi nếu là mỗi người đi lên cho nó một nhát, nó hẳn chết không phải nghi ngờ. Trưởng môn bất mãn quát, âm thanh thật lớn, hiển nhiên là muốn cho Huyền Đạo Tông phía trên cao nghe được. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 40, khách đến. Hừ, Huyền Đạo Tông mỗi lần đều luôn giao ai như vậy, lấn áp Hằng Nhạc phái vì không có hộ sơn linh thú. Có cơ hội ta nhất định sẽ làm thịt con linh thú kia để coi bọn chúng lấy gì ra để giao ai. Lại có một sư thúc, ánh mắt chớp động nhìn chằm chằm con rết, thấp giọng nói. Trưởng môn hừ lạnh một tiếng, một đạo tử sắc kiếm quang nháy mắt từ trên người bắn ra, ở không trung chấn động. Bỗng nhiên thành lớn, cuối cùng hóa thành một con màu tím cự long, quay quanh Hằng Nhạc phái ở trên không, đối với con rết gào lên một tiếng. Thiên Túc Ngô Công lập tức ngừng lại, không dám tiến lên, lúc này từ trên con rết truyền đến một trận cười dài. Hoàng Long đạo hữu khẩu tử nhạc tiên kiếm này, trong truyền thuyết có chứa long hồn, hiện tại vừa thấy quả nhiên không giả, đạo hữu, kỳ hạn 10 năm đã đến. Lần này Huyền Đạo Tông chúng ta nếu thắng,
Hằng Nhạc phái các ngươi phải tuân theo lời hứa, chẳng những phải trả lại cái pháp bảo mà năm đó từ tay Huyền Đạo Tông, mà còn phải muốn đưa ra hơn 100 thanh phi kiếm làm bồi lễ. Trưởng môn sắc mặt không đổi, nhìn không ra vui buồn, lạnh nhạt nói, Âu Dương đạo hữu, lần này Huyền Đạo Tông nếu thắng, hứa hẹn ngày xưa tự nhiên cứ như thế mà làm, nếu là các người thua, thì hãy giao ra phương pháp khống chế linh thú của Huyền Đạo Tông đi, cũng đừng nên luyến tiếc làm gì. Khi nói chuyện, Tử Long chậm rãi tiêu tán, một lần nữa biến thành một thanh phi kiếm màu tím, trở lại trong tay trưởng môn Hoàng Long chân nhân. Thiên Túc Ngô Công lúc này mới lại bắt đầu chậm rãi đi trước, sau khi bay trên Hằng Nhạc phái một vòng rồi chậm rãi hạ xuống. Nội môn đệ tử đều không tự chủ được lui lại thật xa, khiến cho xuất hiện một mảnh đất trống. Các vị sư thúc đứng xem thấy vậy nhíu mày đều đối với đệ tử lườm một cái. Con Ngô Công sau khi hạ xuống vẫn quỳ rạp trên mặt đất không hề nhúc nhích, từ trên lưng của nó nhảy xuống hơn 10 người, trừ 3 lão giả, còn lại tất cả tuổi đều không lớn lắm. Môn nhân Huyền Đạo Tông nữ có nam có, cũng không biết có phải là muốn đến khi dễ Hằng Nhạc phái, biết đệ tử tử y Hằng Nhạc phái rất ít, cho nên những người đến đây tất cả đều mặc tử y. Mặt khác làm cho tất cả nội môn đệ tử Hằng Nhạc phái hai mắt tỏa sáng, là những người này không kệ là nam hay nữ, tướng mạo đều rất tuấn mỹ, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, rất đáng chú ý. Nhất là phía trước nhất một nam một nữ, nam tướng mạo anh tuấn phi phàm, lại tràn ngập dương cương khí. Tay áo bồng bềnh, tóc dài trong gió nhẹ tung bay, tay cầm bảo kiếm, anh kiếm tung bay, càng hiện ra tư thế oai hùng hiên ngang của người này. Lập tức liền đem mấy người nữ đệ tử trong nội môn đệ tử hoàn toàn mê hoặc. Nữ một thân tử y, mỹ mạo tuyệt luân, mái tóc dài mềm mại như thác nước, phượng nhãn môi anh đào, đôi mắt long lanh làm say động lòng người, mặc dù là Vương Lâm. Sau khi nhìn qua cũng nhịn không được nữa, tim đập thình thịch, trong lòng hắn thất kinh, vội vàng nhìn cô gái này một cái, rồi khóa lại tâm thần. Mắt thấy môn hạ đệ tử cùng lộ ra vẻ mê luyến, trong đám trưởng, bôi có kẻ nhìn không được, đáy lòng tức giận, khẽ quát một tiếng, Huyền Đạo Tông khi nào lại chuyển sang luyện cửu lưu mỹ thuật này, thực sự quá bỉ ổi. Một tiếng quát khẽ này, lập tức đem tất cả nội môn đệ tử bừng tỉnh, một đám đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Một trong ba tên lão giả ha ha cười, nói, vị này chính là đạo hư chân nhân đi, lão phu Tần Cổ Lôi. Ngươi cứ nhìn kỹ lại đi, bọn họ không phải luyện cái trò mỹ thuật gì hết mà trời sinh ra đã có sức hấp dẫn như vậy, ta xem đệ tử Hằng Nhạc phái của các người. Không có người nào có linh căn nổi bật, toàn là ngũ hành linh căn lẫn lộn với nhau, khó trách đạo hữu phải nhìn thấy cảnh như thế. Tất cả trưởng bối Hằng Nhạc phái, sắc mặt âm tình bất định, sau một hồi, trưởng môn Hoàng Long chân nhân thần sắc như thường, nói, các vị đạo hữu Huyền Đạo Tông, trước tiên ở tệ phái nghỉ tạm, 3 ngày sau, chính thức tiến hành trao đổi, các vị thấy thế nào? Âu Dương lão nhân gật đầu mỉm cười, nói, được rồi, Huyền Đạo Tông của chúng ta cùng với tệ phái có giao tình nhiều năm. Lần trao đổi năm nay, tuy chúng ta có lợi thế, nhưng không nên vì thế mà tổn thương hòa khí của hai bên. Trong số trưởng bối Hằng Nhạc phái đi ra một lão giả, trên mặt hắn nếp nhăn rất nhiều, thoạt nhìn có chút vô tình. Hắn khẽ cười một tiếng, đối với Âu Dương lão giả nói, Âu Dương đạo hữu, 20 năm không gặp, còn nhớ tới Đắc lão hữu chăng? Âu Dương lão nhân ha cười, nói, vừa rồi đã nhìn thấy ngươi lão già hỏa này, Tống đạo hữu. Lần này nói cái gì thì nói, ta cũng muốn uống lại bình rượu ngươi ủ trước kia, lần trước ta không uống đủ, ngươi quá keo kiệt, chỉ lấy ra có đúng một vò. Tống sư thúc cười nói, không phải ta keo kiệt, mà là ngươi Âu Dương lão đầu này uống lên rượu rất dọa người, bao nhiêu bình cũng không đủ. Hai người nói xong, Huyền Đạo Tông hai người trưởng lão khác cũng tự tìm được người quen, dường như chi kỷ lâu năm mới gặp lại thoải mái tán gẫu với nhau, nói toàn những chuyện mới lạ trong tu chân giới Triệu Quốc, làm cho đệ tử hai bên đại khai nhãn giới. Ví như Vô Phong Cốc vừa có một người đệ tử ra ngoài, câu dẫn nữ đệ tử của trưởng môn Phiêu Miểu Tông, đem bụng người ta biến thành lớn. Phiêu Miểu Tông trưởng môn đánh tới Vô Phong Cốc đòi công đạo, kết quả mang về một đứa con nít. Hay Thiên Đạo Môn có đệ tử phản bội sư môn, bái nhập Hợp Hoan Tông, cùng với đệ tử bên trong tông môn nếm mùi ngon ngọt. Thấy một đám phản bội sư môn,
tức giận trưởng lão thiên đạo môn phát lệnh truy sát môn phái. Còn có thiên tài địa bảo gì đó xuất thế, rồi tới đại thọ của cao thủ kết đan kỳ, thái thượng trưởng lão vô vi chân nhân của Phiêu Miểu Tông, các môn phái phải đến chúc thọ như thế nào. Vương Lâm nghe xong nửa ngày, dần dần đối với tu chân giới Triệu Quốc, có một cái ấn tượng mơ hồ. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác có người chú ý mình, quay đầu nhìn lại, thì nhìn thấy vĩ nữ tử xinh đẹp Huyền Đạo Tông kia đang đối với hắn mỉm cười. Vương Lâm nhìn qua thoáng gật đầu, thu hồi ánh mắt, nội tâm âm thầm cảnh giác, hắn cũng không nhận ra chính mình còn có mị lực lớn như vậy, có thể khiến cho người ta để ý. Liễu Mi là người nổi bật trong nội môn đệ tử Huyền Đạo Tông, đối với mị thuật trời sinh của mình rất có lòng tự tin. Bình thường ở trong Huyền Đạo Tông, những người cùng bối phận với nàng đều khó có thể chống lại mị lực của nàng, như mới vừa rồi người thanh niên này mới chỉ nhìn qua một cái, lại khôi phục được nét mặt ban đầu, chẳng qua đối phương mới chỉ là ngưng khí kỳ 3 tầng mà thô, chẳng có chút gì là đặc biệt bất phàm. Trưởng bối tán gẫu với nhau hết sức tâm đắc, mà đệ tử hai phái cũng đang ngầm quan sát nhau, chuẩn bị vì ngày sau tỉ thí. Môn hạ đệ tử Huyền Đạo Tông, phần lớn là nhìn không ra thực lực, dường như có một tầng sương mù dài đặc bao phủ, đem chân chính tu vi bọn họ che lại. Vương Lâm cũng cảm thấy kinh dị, đối với Huyền Đạo Tông dâng lên vài phần hứng thú. Đối phương rõ ràng mỗi người đều có một loại ẩn nấp thuật tiên pháp nào đó, nhưng hiển nhiên nếu so với ẩn nấp thuật thì cao minh không ít. Hàng nhạc phái đệ tử đều đem sự chú ý trên người một nam một nữ kia, trong lòng có đủ các loại tâm tư. Chẳng qua Vương Lâm lại chú ý tới một cái hiện tượng kỳ quái, những người này trong lúc đó vẫn từ trên con mắt, tựa hồ đối một người trung niên nam tử đứng ở mặt sau cùng lộ ra một tia như ẩn như hiện kinh ý. Ánh mắt thâm liếc mắt một cái, rồi sau đó Vương Lâm thu hồi ánh mắt, cúi đầu không nói gì. Các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Tiên Nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.